Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lubula Vlog. Thì bây giờ mình mới tập yoga xong mà bây giờ mình đi về nè các bạn. Thì nói chung ở trên đường phố khá là vắng ha. Cũng không phải là khá là vắng, nhưng mà nó là đó, nó không có được đông đúc như những cái ngày thường. Những ngày thường là những cái bãi đậu xe không có chỗ đậu luôn. Thì bây giờ là hiện là rất là vui luôn các bạn, muốn để đâu để. Rất là nhiều chỗ để luôn đó. Và cái thời tiết nay mình cảm thấy cũng rất là lạnh các bạn. Nó cũng chưa thật sự là nên không có nóng như hồi xưa mà qua Tết bắt đầu là cái cảm giác mà nó nóng lại rồi đó. Nhưng mà nay thì không ha. Ok, và bây giờ mình đi về đấy các bạn. Đi về. Rồi bây giờ thì nghe cảm giác rất là lạnh, gió thổi rất là lạnh. Mình đi về nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi về. Đi về nhà. Nói chung các bạn, theo mình nghĩ cái thời điểm này đó là một cái thời điểm như là rất là khó khăn ha. Thời điểm là thời điểm khó khăn chung của xã hội. Thì nói chung là cũng không phải là gọi là xã hội nữa, như là chung toàn cầu á. Tại vì cái dịch này thì nó lây lan rất là rộng á, xong rồi nó không phải là vấn đề riêng của Trung Quốc nữa các bạn, nó là vấn đề chung của xã hội bây giờ của tất cả các nước, đặc biệt là Việt Nam nè, là cái nước láng giềng gần nhất, gần với lại Trung Quốc ha. Cho nên là cũng khá là lo ngại ha. Với mình nghĩ các bạn, cái gì ta, ví dụ nước mình á, nước mình là nước y luyện, là không phải là cái trung tâm của cái dịch, nhưng mà cũng rất là lo sợ như vậy rồi các bạn. Rồi cái nước Trung Quốc thì nó sẽ như thế nào các bạn, khi mà dịch nó bùng phát, như là đâu cũng có thể là sẽ như là bị nhiễm bệnh. Xong rồi nhất là cái vùng mà như là cái Vũ Hán gì đó, cái thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, cái nơi mà bùng phát dịch á đó. Thì mình nghe nói thôi, nhưng mà ý là dạng là thông tin trên báo đài rồi internet rồi này kia thôi, còn cái thực chất thì như thế nào thì, nhưng mà mình nghĩ thì nó chắc nó cũng đúng khoảng 80% hết các bạn. Tại vì dịch nó bùng phát như vậy á, thì người ta sẽ cấm cái người dân ở cái thành phố đó đi ra khỏi những cái thành phố đó, tức là đi qua những cái thành phố lân cận ở trong Trung Quốc hoặc là đi ra nước ngoài ha. Thì cái phần đó nó cũng đúng các bạn. Tại vì sao? Tại vì nếu mà đi ra, một người mà đi ra có thể lây cho một khu vực, cả một thành phố, cả một đất nước, thì nói chung rất là nguy hiểm ha các bạn. Nhưng mà nhốt người ta ở trong đó, mà các bạn nghĩ khi một cái gì đó nó rất là phổ biến ha, ví dụ như là bây giờ số lượng người bệnh rất là đông, cơ sở y tế nó không đủ để phục vụ, thì nói chung là khi mà y như là các bạn tới bệnh viện mà nó đông quá, các bạn đông đến nỗi mà các bạn không thể khám được luôn đó, hoặc là các bạn sẽ ngồi chờ không biết sẽ tới khi nào tới lượt, đúng không, hoặc là các bạn phải đi về, rồi có khi là cái đó người ta sẽ từ chối để khám cho các bạn luôn rồi đó. Tại vì nó sẽ quá đông, như là quá tải luôn, rồi quá tải người ta không thể xử lý được nữa.
kiểu như là ngồi đợi vậy thôi, y như là ngồi đợi vận may á các bạn, kiểu như vậy á, ý là không có biện pháp để cứu vãn nữa, thì đó thì cũng rất tội những cái người đó á các bạn. Đó, y như là người ta cũng đâu có muốn vậy đâu. Ví dụ giờ thì người ta cũng có thể là suy nghĩ là ô bây giờ cái chỗ đó nó không điều trị này kia, người ta sẽ trong đầu người ta sẽ suy nghĩ là phải di chuyển qua một cái chỗ khác, biết đâu thì dạng là như là cơ sở y tế đâu có thể là cứu họ được. Đó đó là một cái như là một cái khó khăn đó các bạn. Rồi ở bên mình thì bắt đầu là khẩu trang lên giá ầm ầm luôn. Thì nói chung là mình lên Facebook là mình thấy toàn là cái khẩu trang không các bạn, mình thấy riết mình thấy chóng mặt luôn á các bạn. Đó thì đó là y như là một cái gì đó y như là mình nói các bạn lúc trước, nó là khi một cái khó khăn gì đó nó sẽ có hai chiều hướng, một là đi xuống, hai là sẽ đi lên các bạn. Đi xuống là những cái gì mà y như là người ta đã quá tải quá ấy rồi đó ha, người ta không thể xử lý được đó. Còn một cái nữa là ăn theo á các bạn, ăn theo hoặc là người ta sẽ chớp vào ngoại để người ta phát tài cái kiểu như vậy ha, thì nó sẽ có hai cái chiều hướng như vậy đó. Đó cũng là một cái cơ hội cho một vài người, người ta sẽ biết cách để người ta xoay chuyển tình thế. Đây là mình đang nói về cái vấn đề kinh doanh đó các bạn. Còn cái vấn đề mà dạng như là y tế thì nói chung là bó tay rồi. Y tế thì nói chung là cái tính nhân văn này mình có thể là gì là cố gắng giúp đỡ nhau thôi, như là những cái nước khác cử người tới để giúp á. Đó thì cái đó là như vậy thôi rồi. Còn mình đang nói là cái vấn đề về kinh tế nó sẽ có, một là sẽ đi xuống, hai là nó sẽ tìm ra cái cơ hội để mà nó phát triển nhờ vào cái điều kiện mà khó khăn như thế này ha. Đó thì nói chung là đó. Nhưng mà mình thì chỉ mong cái dịch này nó người ta có thể khống chế và nó y như là hết dịch nhanh thôi các bạn, để cho mọi người có thể là trở lại với cái cuộc sống đời thường của người ta ha. Rồi như là có thể về với những cái nếp sống sinh hoạt thường ngày, ăn uống, rồi nói chung là làm cho người ta cảm thấy rất là tự do, rất là thoải mái ha, chứ không phải như thời buổi bây giờ, không phải như tình trạng bây giờ là cứ lo lắng rồi giờ suy nghĩ về tiền bạc, rồi về sức khỏe ha, nói chung là rất là khó khăn. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. Thì nói chung là bữa nay buồn thì người tâm sự thì thôi, chứ thực ra thấy bữa giờ mình thấy trên Facebook rồi, nói chung là nói rất nhiều vấn đề này, mình cảm thấy rất là mệt, em bị stress đó các bạn. Thì cứ mở lên là thấy cái vấn đề này đó, thì mình cũng không có muốn bình luận vô mấy cái Facebook hay này kia gì thôi, thì tự nhiên bữa nay là vẫn có tâm trạng mình nói vậy thôi, chứ mình cũng không có xoáy sâu vô cái vấn đề đó các bạn. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. Thì bây giờ mình phải đi về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi thôi ha. Và hy vọng là các bạn sẽ cũng có lo lắng nhiều ha. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ theo dõi cái kênh YouTube của mình nha, để mà mình có thể chia sẻ những cái vấn đề rất là đời